Hello, Quang Đẩu xin kính chào mọi người. Hôm nay là 28 âm lịch, nhà có cúng tất niên. Hôm nay cũng không gì hơn là chúc các bạn Facebook và YouTube một năm mới giáp thìn an lành, vui khỏe và vạn sự như ý. Xin chúc mọi điều tốt lành. Hôm nay không khí Tết nên gia đình rất đầm ấm. Một lần nữa xin chào các bạn. Năm mới 2024.